Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2.com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, tập 1, trang số 157. Trước hết, chúng ta đến với phần 1 lớn, trật tự trong câu đơn. Cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các yêu cầu trong sách giáo khoa. Đầu tiên là yêu cầu số 1. Đọc đoạn trích sau, chú ý trật tự các bộ phận câu được in đậm và trả lời câu hỏi. Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì, hắn dơ ra đó là một con dao nhỏ nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp, vâng, bẩm cụ, không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng rồi cụ bắt con giải huyện. Trích trí phèo của Nam Cao. Yêu cầu A, có thể sắp xếp phần in đậm theo trật tự rất sắc nhưng nhỏ mà câu vẫn phù hợp với mệnh ý trong đoạn văn được không? Trật tự rất sắc như nhỏ đúng về ngữ pháp nhưng không phù hợp về nghĩa, tức là không phù hợp với mục đích đe dọa uy hiếp của hành động do không nhấn mạnh tính sát thương nguy hiểm của con dao. Yêu cầu B, việc sắp xếp theo trật tự nhỏ nhưng rất sắc có tác dụng như thế nào với sự thể hiện ý nghĩa của câu và sự liên kết các ý trong đoạn văn? Trật tự nhỏ nhưng rất sắc hợp lý vì nhấn mạnh sự nguy hiểm của con dao. Yêu cầu C So sánh với trật tự các từ ngữ đó trong trường hợp sau, hắn có một con dao rất sắc như nhỏ, dao ấy thì làm sao chặt được cành cây to này. Trong mỗi trường hợp trên đây, trật tự sắp xếp các bộ phận câu có mục đích gì, xét trong quan hệ về ý với câu đi trước và câu đi sau. Trật tự sắp xếp của các từ ngữ phù hợp với mục đích phủ nhận tác dụng của con dao đối với việc chặt cành cây to. Ta Đến với câu hỏi số 2, một học sinh trung học cơ sở còn lưỡng lự trong việc lựa chọn giữa hai cách viết sau đây. Anh chị hãy giúp em đó lựa chọn cách viết tối ưu và giải thích lý do của sự lựa chọn đó. A. Bạn em nhỏ người nhưng rất thông minh, thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi. B. Bạn em rất thông minh nhưng nhỏ người, thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi. Trong trường hợp này chúng ta lựa chọn cách viết tối ưu là A. Lý do là vì cách viết A nhấn mạnh sự thông minh của bạn học sinh, phù hợp với nội dung của câu sau là để ôn học sinh giỏi. Câu hỏi số 3, trong mỗi đoạn trích sau đều có những câu văn có bộ phận biểu hiện thời gian là phần in đậm, nhưng bộ phận đó được đặt ở những vị trí khác nhau trong câu như đầu, giữa, cuối câu, hãy phân tích tác dụng của mỗi cách sắp xếp. Trước hết là ngữ liệu A một đêm khuya, mị nghe tiếng gõ vách, mị vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng mị rồi bịt mắt cõng mị đi. sáng hôm sau, mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thông lý bà cha. bộ phận chỉ thời gian in đậm là một đêm khuya và sáng hôm sau, vị trí là ở đầu câu trước thành phần nằm cốt câu. điều này có tác dụng nêu hoàn cảnh thời gian. một đêm khuya đứng ở đầu câu là phù hợp vì thể hiện sự tiếp nối thời gian, tạo liên kết liền mạch với những câu đi trước ngữ liệu B, nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra trí phèo, có mà trời biết, hắn không biết, cả làng vũ đại cũng không ai biết. Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh xương đã thấy hắn trần chuồng và sám ngắt trong bộ váy đục, trích trí phèo của Nam Cao. Phần in đậm, một buổi sáng tinh xương vị trí là ở giữa câu ngăn cách giữa hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ có tác dụng đảm bảo tình liên kết ý với những câu đi trước trước đó các câu đang tập trung vào vấn đề ai biết người nào để ra trí phèo cho nên cần tiếp nối đề tài đó bằng việc nêu chủ đề hành động chứ không phải thời gian hành động lên đầu câu ta đến với ngữ liệu C, nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái nhà bá cha, cô ấy là vợ á sử, con trai thống lý bá cha. Cô Mỹ về làm dâu nhà bà cha đã mấy năm, trích vợ chồng á Phục của Tô Hoài. Phần in đậm là đã mấy năm, vị trí cuối câu sau thành phần nằm cốt câu, tác dụng. Phần chỉ thời gian đã mấy năm đặt ở cuối câu là hợp lý vì đáp ứng nhiệm vụ thông báo của nó. Tiếp theo, chúng ta đến với phần hai lớn, trật tự trong câu ghép. Câu hỏi số 1 trong những câu ghép ở đoạn trích sau, vì sao về in đậm lại đặt ở vị trí sau so với vế còn lại? Khi đặt về đó ở vị trí trước thì nội dung của câu và mạch ý của đoạn có gì thay đổi? Ngữ liệu A Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn lại nào nào buồn là vì mổ chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng quốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Trích Chí Phèo của Nam Cao Phần in đậm là vì mẫu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi vì in đậm ở cuối câu chỉ nguyên nhân vừa lý giải cho về trước vừa liên kết với câu sau. Nếu thay đổi vị trí lên đầu câu sẽ không tạo được mối liên kết với câu sau. Ngữ liệu B, thưa cụ, việc đó là việc riêng của chị cháu. Tùy ý chị cháu cư xử, cháu không có quyền lạng bàn tới. Tuy đối với chị cháu cũng như đối với quan huệ, cháu vẫn là người chịu ơn. Trích nửa trừng xuân của Khái Hưng. Phần in đậm Tuy đối với chị cháu cũng như đối với quan huyện, cháu vẫn là người chịu ơn, là vế chỉ sự nhượng bộ đặt ở cuối câu để nhấn mạnh ý, bổ sung thông tin cần thiết, nếu thay đổi vị trí lên đầu câu sẽ khiến người đọc không hiểu được ý nghĩa của câu văn. Câu hỏi số 2, lựa chọn câu văn thích hợp nhất để dùng vào vị trí bỏ trống ở đầu đoạn văn sau đây. Trong yêu cầu này, các em hãy đọc kỹ các câu văn tham khảo ở mục A, B, C, D để lựa chọn cho đúng. Ở đây, cô sẽ lựa chọn đáp án C. Trong những năm gần đây, các phương pháp đọc nhanh không phải là điều mới lạ, nhưng nó đã được phổ biến khá rộng. Ghép vào đoạn văn, ta sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Trong những năm gần đây, các phương pháp đọc nhanh không phải là điều mới lạ, nhưng nó đã được phổ biến khá rộng. Trong các thời kỳ khác nhau trước đây, các nhà chính trị, nhà văn lỗi lạc đã phát triển nó hoàn toàn nắm vững nó. Ví dụ, Napoleon đọc tốc độ 2.000 từ trên một phút, bàn giác đọc tốc độ 4.000 từ trên một phút, Maxi Gocchi đọc mỗi trang sách chỉ mất vài giây. Trật tự sắp xếp trong câu ghép ở đáp án A là hợp lý vì nó tạo mối liên kết cho các dẫn chứng nằm ở các câu phía sau. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn, thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, tập 1, trang số 157 các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé